Chào ja, mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Mình là Hương Đeo Niền và đây sẽ là video book haul những cuốn sách mới trong tháng 8 của mình Video này là chắc chắn là sẽ dài hơn bình thường Thế nên là mình sẽ không dài dòng mà bắt đầu đi đến cuốn những cuốn sách đầu tiên Mở đầu mình phải nói đến những cuốn sách mà công ty sách Bách Việt đã gửi tặng tháng này cho mình Như thường lệ thì tháng này Bách Việt đã tặng cho mình bốn cuốn sách Ta-da! Nó Thì bự và dậy. và bây giờ chúng ta sẽ đi với từng cuốn nha cuốn sách đầu tiên là một cuốn sách mà nếu các bạn đã follow channel của mình lâu rồi á thì các bạn sẽ thấy nó khá là quen thuộc đó chính là bức tranh Dorian Gray của Oscar Wilde à, mình đã đọc cuốn sách này rồi và đọc trong cái challenge đọc sách 24 giờ của mình cái bạn mà mình đọc nó là đây à, bạn này là do nhà xuất bản văn nghệ dịch và bản này là của Bách Việt và một điều mình nhận thấy là cái bản này nó không hành chỉnh Thì các bạn biết là Oscar Wilde khi mà viết cái cuốn uh, tiểu thuyết này Thì nó vào trong cái thời kỳ mà ngày xưa ngày xưa rồi đó Thì có một số chi tiết trong đây nó không phù hợp với luân thường đạo lý bên cái thời đó Thế nên đã bị cắt Và khi mình đọc cuốn sách này thì mình cũng không tìm hiểu gì nhiều Và mình thấy chỉ thấy là có một số thì nó bị nhạy cắt quãng và kết thúc thì khá là đột ngột Vì lý do đó nên mình đã cho cuốn sách này là 4 sao nhưng mà khi mình tìm đến cuốn này và mình đọc cái phần ghi chú phụ lục của trong đây ấy, thì mình đã phát hiện ra là có ba bản được và cái bản uh, của bách việt xuất bản kỳ này thì là cái bản mà hoàn chỉnh nhất do tác giả viết ra với lại là mình rất kỳ vọng nhiều vào cái bản dịch kỳ này bởi vì bản dịch cũ của mình khá là chán nếu các bạn không biết thì oscar Wilde là một ông thầy kiểu như là trào phúng châm biếm khinh bỉ <laughs> giới nhân loại cái kiểu này <laughs> bức tranh của dorian gray bắt đầu là câu chuyện của một chàng dorian gray có một người bạn thân là chàng họa sĩ tên là Basil. Basil bắt đầu một ngày nào đó là ngưỡng mộ cái vẻ đẹp như thiên thần của Dorian và đã vẽ trên chân dung của anh ấy. Và mọi chuyện bắt đầu khi mà anh ấy từ khi anh ấy nhìn vào cái bức tranh và nhận ra được mình đẹp như thế nào và nhận ra được là cái tuổi xuân cái sắc đẹp của cậu ấy là nó không có vĩnh viễn và cậu ấy muốn nung nấu muốn muốn được nó mãi mãi câu chuyện từ khi đó nó bắt đầu chuyển đi một hướng khá là u tối có ba nhân vật chính trong đây dorian gray là giống như là một con người phàm nhân bình thường nghe theo dự, sự chỉ dẫn chi phối của hai bên một bên là thiên thần một bên là ác quỷ hai bên cố gắng đấu tranh để dẫn dắt dorian đi đến một con đường trong câu chuyện này chúng ta sẽ tìm hiểu được cái sự lựa chọn của dorian là gì và nó sẽ dẫn đến cái kết cục như thế nào lý do mà cuốn sách này ngày xưa bị cắt là bởi vì nó nhắc đến chủ đề đồng tính nếu các bạn hứng thú về chủ đề sách lgbt thì các bạn hãy tìm đọc cuốn sách này rất là hay hãy nên đọc <laughs> hai cuốn sách tiếp theo là hai cuốn sách mà một tác giả tháng trước mình đã đọc đó chính là hai cuốn sách tiếp theo là hai cuốn sách cùng tác giả với cuốn hang động của tháng trước mà mình đã đọc của tác giả Jose Salamago. Hành động này mình đã đọc được một phần một nửa và mình phải nói là mình rất thích cái văn viết của tác giả này. Nó có một cái sự chững chạc già dặn trong tâm hồn. Bởi vì vậy, mặc dù là mình chưa hoàn thành xong cuốn này nhưng mình biết là mình sẽ rất thích và mình đã quyết định là xin tiếp thêm hai cuốn sách còn lại trong bộ ba những cuốn sách nổi tiếng nhất của tác giả. Đó chính là Mọi cái tên về mù loà ba cuốn sách này là ba cuốn mà được bán chạy nhất của tác giả ra đời đầu tiên nếu mình nhớ không nhầm đó chính là mọi cái tên mọi cái tên đi theo một chàng tên là Jose chàng ấy có một sở thích kỳ lạ là thích đi điều tra về con người về tung tích và thông tin của một người đến một ngày thì anh ấy hình như là được giao tìm thông tin về một người phụ nữ theo như mình dự đoán thì đây sẽ nói về cái nhân dạng nhân tính của mỗi người <laughs> mình đoán là như thế mọi cái tên Cuốn sách này khá là mỏng, chỉ có 330 trang cái đến là cuốn mù loại cuốn này là cái cuốn mà mình đọc thì mình cảm thấy là cái chủ đề nó khá là thú vị nó mở đầu bằng một bằng cái việc là tự dưng một ngày nào đó một ngày đẹp trời tự dưng tình cờ một lần lượt mọi người trong cái thị trấn này bị mù à, nó cứ dây chuyển dây chuyển đến mức mà không biết chuyện gì xảy ra thế là cuối cùng chính phủ mới lập ra một cái căn cứ và nhốt hết những người bị uh, bị bệnh, bị mù đó và trong cái căn cứ đó Và có người thì muốn thoát ra, có người thì muốn đi vào để đi chung với người thân gia đình của mình Dựa vào cái cuốn hang động mà mình đã đọc á Mình tin chắc rằng hai cuốn này nó sẽ đào sâu vào cái nhân tính con người ừ. Cái những cái mối ràng buộc, những cái mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội các người ta đối xử với nhau Bởi vì đã biết giọng văn của tác giả nên mình sẽ rất kỳ vọng Rất nhiều vào hai cuốn này Đặc biệt là cuốn mù loài Chủ đề rất là hay Đó là hai cuốn sách từ Jose Salamago tiếp tục cuốn sách cuối cùng trong kỳ này mà mình phải nói là oh, nhìn thấy nó là đã thấy chán ngợp rồi <laughs> thật là đáng sợ một ngàn năm trang nói về đức quốc xã mình đã thấy cuốn này được nhắc đến trong một số cái blog đọc sách và mình chưa thấy ai trong trong bức đã nhắc đến cuốn này thế nên mình quyết định là ok mình sẽ đọc cuốn sách này trăm trang nói chi tiết về sự hình thành, phát triển và lụi tàn của một cái thế lực mà mạnh nhất và hùng hậu nhất và đáng sợ nhất trong một thời kỳ quan trọng nhất của lịch sử thế giới. Wow! Và đây đó chính là sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba được để... uh, không biết bao giờ mới hoàn thành nhưng mà mình rất hào hứng về cuốn này. Đó chính là toàn bộ bốn cuốn sách. Cảm ơn Bách Việt đã lần nữa gửi tặng sách tháng này cho mình. Cảm ơn rất nhiều. <laughs> okay. Tiếp theo là một cái món quà bất ngờ Từ một nhà xuất bản khác <laughs> Hôm qua mới ngủ dậy Mình nhận tin nhắn của bạn bên truyền thông Mà mình cảm thấy tỉnh ngủ luôn ấy Đây là một cái cuốn sách mà mình rất là hào hứng Và nó cực kỳ nổi Bên bức thức nước ngoài Và bên Việt Nam cũng đã bắt đầu Từ từ sôi sụp sôi sụp về cuốn sách này Không ra dọc Đó chính là Becoming của Michelle Obama Nếu các bạn không biết Thì Michelle Obama là một người phụ nữ Mình phải nói là được kính trọng nhất ở bên Mỹ cũng trên như là toàn thế giới. Bà là vợ đệ nhất phu nhân của cựu tổng thống Mỹ Hoa Kỳ Barack Obama nếu các bạn không biết. Bà ấy là một cái nhân tố mang vai trò quyết định trong cái việc đắc cử của trước tổng thống của chồng mình. Nói chung là bà là hậu phương vững chãi cho người chồng của mình. Không chỉ là một người vợ của một vị tổng thống, đồng thời bà ấy cũng là một nhà hoạt động vì nhân quyền. Một vị luật sư tài giỏi có sức ảnh hưởng nhất trong suốt cái thời gian học tiếng anh của mình mình chuyên gia lôi những cái bài phát biểu của michelle ra và mình nghe và thực sự là vừa luyện tiếng anh mà mình nghe bài phát biểu mà kiểu như hùng hồn và tràn đầy nhiệt huyết cho tương lai truyền cảm hứng và cái sự mạnh mẽ trong tâm hồn cái nghị lực một cái sức sống thì chỉ những cái điều đó thôi thì đã khiến mình rất ư là mẹ phục michelle tình cờ thì michelle tự tay viết ra một cuốn hồi ký về cái quá trình bắt đầu lớn lên đi học gặp Obama và cụ thể là xoáy mạnh vào trong cái quá trình mà tranh cử cũng như là trong nhiệm kỳ tổng thống cùng với chồng mình trong cái hành trình đó thì chúng ta sẽ sẽ tìm hiểu được về cái con người của bà ấy cũng như là cái cách thức bà ấy đối mặt với áp lực với thử thách đây là một người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi từ và thôi đó là về cái nội dung nha tiếp theo là mình phải nói đến cái hình thức của cái cuốn này thực sự là first new Cực kỳ ok trong cái cuốn này Nó ở dạng biệt cứng Biệt cứng Và đồng thời là bên trong Cái chất giấy của nó Rất ư là tốt Chất giấy nhà và mình nó hơi trơn trơn uh -huh. Đồng thời là cũng có hơn 10 trang im màu uh -huh. Và đây đó chính là Cuốn hồi ký tiểu sử Mà mình ngóng Mong ngóng muốn đọc nhất Trong năm nay và chắc chắn tháng này mình sẽ đọc cuốn sách này đầu tiên cảm ơn Pressney đã gửi tặng cuốn sách này cho mình thank you so much đó chính là những cuốn sách mà mình đã được được gửi tặng trong tháng này bây giờ sẽ đến những cuốn sách mà mình tự tay bóc tiền túi ra và mua <laughs> cuốn sách đầu tiên là mình mới đặt và nhận được hai ngày trước đó chính là những người đẹp say ngủ của một nhà văn người Nhật tên là Kawabata Yasunari và cuốn sách này một điều đáng chú ý đó chính là đạt Nobel văn chương năm 1968 và đó cũng chính là cuốn sách book of the month trong tháng này của Bức thư Việt Nam. Ta -da! Cái cuốn sách này nếu các bạn không biết thì nó cũng kiểu kiểu giống Lolita đó, nói về một cái chủ đề nó trần trụi nhưng mà lại dùng một cái ngôn từ một tuyệt đẹp để nói lên một một cái khía cạnh, một cái xúc cảm cái suy nghĩ cảm nhận. Những người đẹp say ngủ là những cô gái làm việc trong một cái nhà trọ nhà trọ này chuyên đặc biệt phục vụ cho những mà trong theo trong sách này được nhắc dùng từ là những người bị khách không có gì đáng ngại là những người mà không có khả năng sinh hoạt vợ chồng đó và những cô gái này đơn giản là chỉ nằm ngủ thôi và những người vị khách này đến thì sẽ đến và vào phòng một quy luật là khi đã vào phòng thì những cô gái nào đều đã ngủ rất say và đều nằm ngủ chân trội 18 cộng nhưng mà nó mang tính rất là nhân văn mình đã đọc được hai trang đầu và mình cảm thấy là cái giọng văn viết á, thì nó rất là cuốn hút và cái chủ đề được nhắc đến trong đây cũng rất là hay và cái tốc độ chuyện đi rất là nhanh cuốn sách này cũng khá là mỏng chỉ có một tầm 140 trang và mình nghĩ là cuốn sách này sẽ rất là hay dựa vào hai trang đầu <laughs> mà mình đã đọc một điều nữa mình phải nói là nó là dạng bìa cứng thật sự rất là đẹp bên trong á giấy các bạn biết những cái cuốn giấy mà trong những cái sketchbook á giấy để vẽ viết á nó dày là dày á thật sự uh tiếp theo là hai cuốn sách mình mua nhân dịp sinh nhật và mãi đến bây giờ <laughs> gần chắc phải gần hai tháng sau mình mới nhận được đó chính là hai cuốn sách ngoại văn đầu tiên mà mình mua order từ bên nước ngoài gửi về đây cuốn sách đầu tiên đó chính là cực kỳ nổi tiếng The Seven Husbands of Evelyn Hugo được viết bởi Taylor Jenkins Reid nói về một người minh tinh cực kỳ nổi tiếng tên là Evelyn Hugo và bà, bà ấy có bảy đời chồng và toàn bộ câu chuyện này xoay quanh cuộc phỏng vấn Hugo về bảy đời chồng bà ấy sẽ chia sẻ hành trình gặp người này cưới những người này và tại sao lại ly dị và nghe thì có cái concept của nó có vẻ bình thường những cuốn sách này là một cuốn sách nếu các bạn không biết thì đây là một cuốn mà nó oanh tạc trên cái cộng đồng đọc sách bên nước ngoài thực sự là rất nổi tiếng các bạn biết là mỗi YouTuber thì có một cái thể loại đọc sách riêng của họ có người chuyên về young adult có người chuyên về adult contemporary chẳng hạn như thế Nhưng mà bất kỳ ưa thích thể loại nào thì người ta cũng rất thích và đánh giá năm sao cuốn sách này Và mình nghe nói là cuốn sách này có một cái twist rất là lớn Cũng đồng thời là mang lại nhiều nước mắt Thế nên là mình đã không ngần ngại Mình bỏ hẳn 700 ngàn để mình mua bản bìa cứng hot cover của cuốn này kiểu như là mình biết là nó sẽ rất hay thế nên là mình muốn mua hẳn một cái bản đẹp đẽ xinh xắn về mà đọc <laughs> tiếp theo là một cuốn sách ngại văn là mình tình cờ mình mua thôi bởi vì mình thấy nó có bản bìa cứng và chỉ có giá 350 trăm năm là mới 99% mươi phần trăm nhưng mình thấy là hoàn toàn là mới chỉ bị vàng giấy một xíu thôi và mình nghĩ là ok không có vấn đề gì hết đó chính là an amber in the ashes ở của Sabata here. sách này lúc đầu mình tưởng là thể loại fantasy nhưng hóa ra là không. Nó lấy bối cảnh ở thời Rome cổ đại và đây là một cái đế chế mà áp bức người dân và trong đó thì có phe phản loạn và tình cờ đi theo nhân vật chính tên là à, Alia và Alia có người anh trai bị bắt về tội phản động và từ đó là Alia bắt đầu đi theo con đường là gia nhập cái đội ngũ phản động <laughs> và thám thính và trà trộn vào căn cứ trường quân sự của cái vương quốc này thu thập thông tin cho cái phe phản động nổi dậy bản bì cứng và mình khá là thích khi mà trong cuốn này nó còn vẽ cả một cái bản đồ map cho chúng ta trong đây cho nên là cuốn sách này thì khi mà đọc xong Seven Husbands of Evelyn Hugo thì mình sẽ tìm đọc đến thật sự là chỉ mỗi hai cuốn sách này thôi là đã ngốn mình hình như là gần 900 ngàn đi vậy Xót <laughs> Mình sợ hết pin thì mình phải nói lẹ để mình kiểm tra coi còn pin không đã còn ba cuốn cuối xử lý lốt nha ba <laughs> cuốn cuối này không phải là sách mới của mình nữa mình đã mua nó vào thời gian rất ư là lâu rồi mình mua nó chung với cái bộ kiếp nhân sinh <cười> <cười> ui trời bụi. mình hay gọi là những cuốn sách đời cùng bần khổ của việt nam vào cái thời mà bị đô hộ đó đọc về cái thời mình cùng bèo khổ đó thì mình mua lên một bộ hào khí việt nam lấy bối cảnh ở thời kháng chiến chống pháp và chống mỹ và nó tập trung nhiều vào cái việc kháng chiến và hạo khí anh hùng để bảo vệ đất nước này Trong bóc sắc này thì gồm 3 cuốn và chúng ta sẽ đi với từng cuốn đầu tiên nha Mình đi với cuốn đầu tiên đó chính là cuốn dày nhất đó Tên là Tuổi thơ dữ dội của Đình Quán, à, của Phùng Quán Đi theo các cái nhân vật từ 13 đến 14 tuổi trong độ đội ngũ thiếu nhiên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân. Trong đây thì đã tác giả tập trung kể về những cái hành trình chiến đấu và hy sinh cực kỳ anh hùng của những cậu bé thiếu niên ấy như là lượng học hình như mình nhớ học lớp 6, lớp 7 đã có bài đọc cuốn này thấy hào hùng nhưng mình cũng cảm giác là đây là sẽ lấy đi rất nhiều là nước mắt cuốn sách tiếp theo đó chính là khá là nổi tiếng nếu các bạn đã kiểu như cùng với ba mẹ ngày xưa ngồi coi tivi truyền hình các bạn sẽ biết đó tên là đất rừng phương nam của đoàn giỏi mình có thể tạm ngưng một chút để nói cái cuốn này nó thiết kế bìa nó đẹp cỡ nào không? Mô mà mô xanh Và Đất Rừng Phương Nam đi theo câu chuyện của cậu bé An Trong cái giai đoạn mà bị Pháp quay trở lại đô hộ và trong cái thời kỳ đó loạn lạc thì Nam cùng với mẹ là phải đi chạy loạn di cư ở các vùng và ở vùng phía Nam. Và đến một thời điểm thì Nam bị lạc khỏi gia đình. Thì mình nghĩ là nổi nhất ở trong cuốn sách này đó chính là cái sự hào sản, cái sự chất phát, động chất dân dã của con người rất phương nam này cuốn sách cuối cùng đó chính là hòn đất của anh đức hai cuốn vừa rồi đều lấy bối cảnh ở kháng chiến chống pháp riêng hòn đất thì lấy bối cảnh ở kháng chiến chống mỹ năm 1961 thì phải nói về một đội du kích xã ở làng hòn đất hai cuốn vừa rồi ấy, nó xoáy quanh vào những đứa trẻ những cậu thanh niên thiếu niên trong cái thời kỳ kháng chiến và riêng cái đoạn này thì chúng ta sẽ được đi sâu vào cái những cái con người nằm hẳn trong đội du kích những cái con người lớn và thực sự là chiến đấu đã ra sao. Về đó! Hú, mình hỏi miệng quá! Để mình đếm lại có bao nhiêu cuốn. 1. The Seven Husbands of Evelyn Hugo 2. An Ember in the Ashes 3. Hòn đất 4. Tủi thơ dữ dội 5. Đất rừng phương Nam 6. Người đẹp say ngủ 7. Becoming 8. Bức tranh Dorian Gray 9. Mù lòa 10. Mọi cái tên Và cuối cùng 11. Uh, nó đổ cái chồng này nó đổ sự trỗi dậy <laughs> sự trỗi dậy và suy tàn sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba <laughs> và mình phải cố nâng lên để làm được cái thân neo mà à, cố lên cố lên đừng có đổ đừng có đổ đừng có đổ đừng có đổ và đó là tất cả trong video lần này của mình Hẹn tất cả các bạn trong video lần sau Hãy nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình nha Bye bye